Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới rạng sáng nay có xu hướng tăng với vàng giao ngay tăng 2,1 đô la Mỹ so với mức chốt phiên tuần trước lên 2.329,1 đô la Mỹ trên một ao. Giá vàng tuần này được dự báo sẽ có nhiều biến động khi thị trường đón nhận một loạt dữ liệu quan trọng, trong đó có dữ liệu việc làm cùng với biên bản cuộc họp tháng 6. Còn ở trong nước thì mở phiên giao dịch đầu tiên của tháng 7, giá vàng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98 triệu đồng trên lượng mua vào và 76,98 triệu đồng trên lượng bán ra. Mức này duy trì được khoảng 20 phiên, chênh lệch giữa hai chiều mua và bán là 2 triệu đồng trên lượng. So với mức đỉnh ghi nhận ngày 10 tháng 5 là 92,4 triệu đồng, thì giá vàng miếng SJC đã được giảm hơn 15 triệu đồng trên lượng. Còn giá vàng nhẫn thì sáng nay được niêm yết tại mức 73,95 triệu đồng trên lượng mua vào và 75,55 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng 300.000 đồng mỗi chiều so với lúc mở phiên cuối tuần qua. Nếu so với đỉnh kỷ lục ngày 2 tháng 5, mỗi lượng vàng nhẫn đã bốc hơi hơn 2 triệu đồng. Vàng nhẫn hiện đã bám sát giá vàng miếng SJC, hiện chênh lệch rút ngắn về khoảng 1,4 triệu đồng trên lượng thay vì 18 đến 20 triệu đồng như trước đây. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang phần tin tức về tỷ giá ngoại tệ. Thưa quý vị và các bạn, chỉ số đô la Mỹ Index dường như đang mất dần đà tăng. Sau đợt tăng ban đầu thì chỉ số này dao động quanh mức 106 trong nửa đầu tuần trước. Trong khi đó thì lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ vào cuối tuần qua và chốt phiên tuần ở mức cao. Cả lợi suất và chỉ số đồng đô la Mỹ Index đều đang ở mức quan trọng. Mọi diễn biến trong tuần này cần được theo dõi chặt chẽ. Còn trên thị trường trong nước thì vào đầu phiên giao dịch ngày 1 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hiện ở mức 24.260 đồng. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý về giá vàng và giá ngoại tệ mà Minh Ngày muốn gửi tới quý vị và các bạn. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hành trình theo đuổi ước mơ cần nhiều nỗ lực và kiên trì. Tiếp năng lượng bứt phá thành number one. Xé nhãn trúng ngay giải nhất đến 500 triệu đồng cùng bạn chinh phục ước mơ.